Chào mọi người, chào anh chị em Phục Sĩ nhé. Tiết thì từ hồi chiều hôm qua cho tới hồi sáng 8 giờ bữa nay thì nó ngưng tiết rồi, nắng nó lên ha. Thì giờ nói chung nó nắng nó lên thì nó tan nhiều rồi. Thì còn đóng tiết nhiêu đây cũng không có không sâu gì ha, cũng ít thôi. Đó thì mình quay video chơi chứ cái máy này mình chế 3 năm nay rồi chưa có xài. Chưa có thử thử coi em nó cậy như thế nào ha. Mặc dù là bình thường thì chạy rất là mạnh nhưng mà vô tiết thì có tí xíu bọn xe nó chạy vòng 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 rồi đó. Mình quay sơ 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 mình ủi một hai ba đường ở chỗ này cho anh chị em xem chơi. Bên này thì cái chân đạp thắng thì chân mình nó ngắn hơn cái chân của người Mỹ ha, nó ngắn hơn cho nên là mình lấy cái ống tiếp này mình hàn thêm ra, đập dẹp lại cho nó ấy ra. Nhưng mà mình thấy mình ngồi vẫn còn chưa có hết chế, mới có ngồi khúc tí xíu đây thôi. Đó. Thì xe nó gì mình chế xong như gì mà mình bán có 200 đô mà nó không thèm mua nè. Đó, nó trả mình có 20 đô à. Mà trong khi á, thì một cái bánh bên phía bên này ha, cái bánh sau bên này nó bị xì. Nói chung là vá không được là lý do, tại vì để lâu ngày cái là nó dập nó dẹp xuống á, xe nó đè nặng á, cái là nó nứt cái vỏ ha, nứt sát vào trong lòi cái chỉ luôn. Cho nên nó xì theo cái đường chỉ, tại cái bánh này là bánh không có ruột ha. Nó xì đường chỉ cho nên mình vá không được, mình chỉ nhỏ keo sơ sơ ở trong thôi. Nhưng mà một tuần á, thì khoảng chừng ngày thứ tư, ngày thứ năm là bắt đầu là nó xì rồi, xẹp lép rồi. Đó, mà cái bánh một cặp bánh này không á, là giá mình mua trên đó mình để coi nó giá mới là 340 đô, chỉ có hai cái thôi ha. Đó, hai cái bánh sau thôi. 340 đô, nếu mà hai bánh trước thì chắc khoảng 200 250 nữa. Đó, mà hai cái bánh này xì. Tuy nhiên mình bơm lên thì vẫn được, nếu mình bán cho khách thì mình cũng nói như vậy thôi. Đó, nhưng mà người ta thì người ta đâu có mua xì hay không xì, thường thường đây là mua rồi đa phần là xì. Tại bánh để lâu năm đó. Đó, máy 15 mã lực ha. 15.5 mã lực. Đó, mình canh trời có tiết gì nhiều chút mình mới đem mấy bự này ra mình ủi. Đó, ra mình ủi mấy cái chỗ sân rộng này. Quá trời rộng luôn, mênh mông luôn ha. Đó, để chạy thử cho anh chị em xem chơi. Thì ở đây mình chế cái tay cầm như gì cho nó gọn nè, tại vì chế bằng cái ống thủy lực á, để đưa lên đưa xuống thì nó quá bất tiện. Đó, nên là mình chơi tay này luôn. Thì cái lưỡi này thì để nâng nó lên cho nó hơi méo qua một bên ha. Đó. Đó, cho nó hơi méo qua cho nên là nó ủi thì tuyết nó sẽ đi qua một bên này ha. Đó. Hoặc là mình muốn thì bẻ qua bên trái. Ở đây ngoài sau này nó có ba cỡ ha, một cỡ qua bên trái, một cỡ qua bên phải, rút lên nè. Đó, rút lên là mình muốn đưa qua giữa thì mình chỉnh ha. Đó, qua giữa thì nó chặn lại cho cái lưỡi nằm thẳng là đẩy thẳng tới ha. Thường thường ta đẩy qua bên trái hoặc là qua bên phải cho nó vừa qua hai bên đường thôi chứ không ai đẩy thẳng hết. Tự nhiên nếu mà mình cần thì mình đẩy một đường thôi thì đẩy thẳng ha, hoặc là bẻ qua bên trái. Đó, rút lên ha, rút lên bẻ hết qua bên phải. Đó, mình trái đều được ha. Ok. Đó, nằm xếp như vậy ha. Ok. Rồi lên đề là chạy thôi. Còn đây á thì số của nó tốc độ nhé ha, tốc độ kéo qua hết đây là thắng, còn đây là từ tốc độ 1 tới 7 ha. Thường là để khoảng chừng 3 4 là chạy cũng rất là nhanh, mạnh rồi. 7 là chạy mấy sân rộng rộng à, bang luôn ha. Còn ở đây số thì chỉ có lùi ha. Ví dụ mình để bên đây chừng số 2 hay là 3 4 gì đó từ từ mình nâng lên sau, thắng lại cái mình bỏ lên thôi. Còn đây thì mình cho số dê là số neutral là số 0 ha. Đó, và F là số tới, forward ha, là chạy tới. Rồi, còn này là hạ lưỡi xuống thôi, hạ bằng tay. Bên đây là đề. Đơn giản vậy thôi ha. Đó.
vừa chạy vừa quay nè. Giờ kéo chốt lên để tốc độ lên hết ha. Đề rồi, ủi xong một tăng, giờ cho em nó vô nằm viện dưỡng lão. Đó. Hay xa. Sau quá trình chạy test thử ha, cái này mình chế 3 năm nay rồi mà chưa có xài lần nào hết á. Chỉ chạy lòng vòng ở trong sân lúc mùa hè thôi. Bây giờ mùa đông thì sẵn có tiết thì mình ủi thử luôn, thấy trời cũng ấm ấm, tiết thì nhiều nhưng mà trời ấm, tại vì dư âm của hôm qua đó, đó thì nó cũng mau tan. Thì tính ra đó mình kết luận lại đó, thì cái xe này á, nếu mà mình làm dây xích được cho nó đàng hoàng ha, đó dây xích ngoài kia kìa, đó, dây xích cho nó đàng hoàng thì ok, tức là phải làm 4 bánh luôn, 4 bánh hai bánh trước hai bánh sau, tại vì khi mà mình bẻ cua đó, bẻ cua thì cái bánh này nó ôm sát qua bên hông bên kia ha, ôm sát vô thì nó sẽ trượt. Đó, mà khi nó trượt á, thì bánh sau nó cũng bị trượt theo. Cho nên như vậy đó là mình kết luận lại một điều đó là mình nếu mà xe này mà muốn ủi tiết cho ngon là phải cần ở một cái diện rộng ha, một cái sân rộng hoặc là ở trên một cái đoạn đường nó bằng thì ủi rất là ngon. Ủi chừng 4 năm xong ấy là xong một cái sân lớn liền ha, nó chạy rất là mạnh. Tuy nhiên á, thì mấy cái sân mà nhỏ nhỏ đó thì mình bẻ cua về tới bên lui mất rất là mất công, tại mình phải chuyển cái lưỡi dao khi mà mình đẩy xuống chiều này đó, mình muốn cho qua bên phải đó, đó thì mình phải để cái lưỡi dao như vậy, rồi lưỡi ủi như vậy, rồi khi mà mình chạy ngược lên trên thì mình phải bẻ cái lưỡi qua bên ngược lại thì nó mất công cái chỗ đó ha. Đó, còn mà ngồi ở trên mà để bấm nút đồ này kia cho nó tự xoay luôn thì nó rất là chế này rất là phê, tại vì mình có mấy cái đồ mà cái đẩy bằng thủy lực đó. Đó, nhưng mà gắn lên trên này thì nó rất là phiền phức, tại vì ở cái phần đầu nó cũng khung sườn rồi nó cũng không có bao nhiêu hết.
cho nên là nó cũng không có cái chỗ để mà bắt vô cho nó chắc ha, để mà làm tiện mấy cái đồ đó. Với lại lúc mà trời lạnh á thì mình không có thể nào cầm cái tay không gì mà mình bấm nút được, nên mình phải cầm phải mang bao tay, mà mang bao tay dày á thì mình không có điều khiển được. Nhiều khi mình bấm cái là mình bị đơ đó, ngón tay mình nó lạnh quá nó đơ đó, mình không có cái cảm giác để mà bấm cái nút đó là nó ngừng lại chỗ nào. Cho nên là có lần đó mình bấm quá tải luôn, lần này nó dở lên luôn ha, nó dở lên muốn gãy luôn cái sườn á, tại vì cái thủy lực rất là mạnh đó. Cho nên là cuối cùng mình tháo ra, mình bỏ và mình chơi bằng tay như vậy, chịu khó lâu một chút. Nhưng mà mấy cái này, mấy cái nhà mà có sân rộng mà thẳng á, bằng thẳng hoặc là ủi một đường thẳng ở trên đường á thì rất là ngon đó. Mà ủi mấy cái sân nhỏ nhỏ thì cua ra cua vô, bẻ ra bẻ vô thì nó quá cực đó, quá cực mà nó chạy nó bị trượt bánh lì lì ha, ủi tè lê tùm lum hết. Cho nên là mình thấy coi như là thất bại rồi đó, thất bại. Bánh thì dây xích thì cà xuống đường. Cái này tính ra là mình cái này dây xích xe đạp ha, dây xích xe đạp thì dư nhiều quá mà tính bỏ không rác thì cũng, cho nên là mình lấy mình chơi thử vô đây đó. Chứ nếu được là mình sẽ lấy cái dây xích xe gắn máy ha, xe gắn máy xe bự, dây xích bự thì nó bảo đảm hơn. Rồi hàng đồ cho nó ngon thì mình mấy cái đinh hàng đồ ở đây mình hàng để mình làm thử thôi. Đó, mình bẻ cái đầu đinh lại ha, một cái đầu đinh đầu mà để đóng búa đó thì mình móc từ dưới này móc lên là nó vừa bằng luôn. Móc lên đây mình bẻ hình chữ U, bẻ trước rồi mình móc ha, móc lên đây rồi kèm xuống đây, mình chấm hàng ở ngay cái đầu đó. Thì mình thấy trong quá trình mình chạy chưa có thấy nó sụt ra, chỉ có một cái đoạn mà mình thử đó, thì mình cột cái dây ấy đó, mình thử cột cái dây thép nhỏ nhỏ đó thì chạy tu 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 hồi nó tức là nó bứt ra và mình phải cột lại, tại vì quá trình mình thử cái dây này coi thử nó làm sao thôi đó. Nhưng mà khi chạy thì anh chị em sẽ thấy nó ha, nó lộn rồi đó, nó có thể là nó cuốn lần 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 mà nhiều nhiều vòng rồi có thể là bung ra luôn, nên như xích xe đạp thì cũng thấy không an toàn mấy. Cái này chỉ chạy để mình test thử thôi đó. Thì tóm lại đó là thất bại ha, ủi một vòng chơi trong mấy cái sân nhỏ là thất bại, ủi sân lớn kìa, ủi mấy cái sân thiệt là lớn là rộng thì nó mới ok. Thôi thì đại khái là video tới đây là hết, hẹn gặp anh chị em những video sau nha. Đó, này ủi thử sân sau nè, ủi mà nó cũng tèm hem hết chứ nó không có thẳng thớm ha, đó, nó chỉ có đi cái đống tuyết ra thôi chứ nó không thẳng thớm, không có đẹp bằng mình xúc bằng xẻng ha. Xúc bằng xẻng thì nó cái xẻng nó đều xuống dưới thềm á, nó đi nó đều hơn. Còn này cái lưỡi nó dài đó, lưỡi nó dài, với lại mình lót cao su ở bên dưới để cho có cái độ tưng khi mà nó bị gồng ghềnh hoặc là nó mắc mấy cái chỗ mà ví dụ giống như gạch không đều như gì nè đó, ví dụ như bên này thấp bên này cao nè thì nó không có bị cong cái lưỡi đó. Nhưng mà chơi thì thấy là thất bại. Ủi xa xa là gì thôi, mấy chỗ rộng thì ok, mấy chỗ chật gì thì dè tới dè lui cũng cực lắm.